tao gặp ma mặt bự một lần á, tao lái mùi kỹ luôn á, có một lần đó luôn á, hai con mắt bằng hai chiếc á. Tao thấy đâu mà tao thấy đối diện gì luôn, nó li cái lưỡi ra luôn. Ông nội tao 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 xỉu luôn, tao đái cái ỉ luôn. Tôi quay lại coi rồi. Đái ỉ luôn, khó chạy luôn. Ủa chú thấy đâu mà thấy con ma có hai con mắt? Hả? Chú thấy đâu mà thấy hai con ma có hai mắt? Vậy à? Ừ. Okay. Thấy nó hình hài nó sao? Thấy gì đâu, cũng bị con lội thấy cái bóng đốm nó nhỏ à, cái bóng đèn nhỏ rồi. Tao mới nói, ủa anh ba, có cút không? Cũng nín. Ý là ông anh dễ tao, ông sao cút? Hỏi anh ba có cút không? Cũng nín. Ông mà mình thấy ông nín, ông sợ cút bay á, nói là sợ cút bay. À đúng rồi, bên đồng ngày xưa cút nhiều lắm. Đâu, ông còn dãy rồi chứ. Ủa dãy á? À, tao mới từ tới, ba cha rồi hả? Ba người. Tao là người đầu tiên, tao tiến đi một dây này, đi tới luôn, đi chọc gái về mà. Xong á, tôi nói anh ba, ông im. Thì nói, ông lên tiếng sợ cút bay. Phải mình tới luôn, kiếm con cút hàng, cút về nấu cháo ăn. Ý là đi chọc gái đi ăn đêm mà. À. Tới kêu anh ba, chậu nó quay lên cầm cái mặt bằng cái mâm luôn chậu. Có một mắt gì rồi, ba nó liền cái lưỡi này. Ông là tao tí, tao ỉ, tao đái luôn. Ba lần luôn, lầm cục luôn. Mà có mụn không? Hả? Ai mà thấy mặt nó lưỡi, tí xỉu luôn. Mụn rồi nữa. Ôi trời ơi. Ma gì nó ác quỷ luôn. Quỷ mà ma đâu. Chậu nó liền cái lưỡi dài mặt luôn. Đó là quỷ luôn. Lại ông ba cái thằng, ông ba chồng của Tâm Im Ken này. Ông nói trời ơi trời, ngày nào tao không thấy. Dạ. Yeah. Ngày nào nó cũng đi qua đi lại trên cái gò đó hết á. À. Thấy cái đầu không hả chú? Hả? Thấy cái đầu không hả? Thì con này nó một giò. Một giò hả? À, ông nói ngày nào nó cũng đi hết á. Con gái hả? Tao đâu có hổ gái trai ông nội đâu. Gái trong mừng. Gái ý trong mừng biểu hổ gái trai. Ai biết gái trai. Mai lại thôi ông nội đó. Vậy mà mình biết không, má gì mà ấm ảnh nè. Má mà lại cỡ 4 những năm lo tao ngủ à. À sợ chứ, nó thấy lần sợ. Nó ấm ảnh. Má ngủ rồi biết không, quăng cái ngủ mà ngủ trong ốc như cái dách đây nè. Ông ba má ngủ ở đây tao phải vô đây nè. Chứ không dám ngủ ngoài nữa. Ý sợ nó vô nó kéo đi á. Ủa mà bên đó là động hả hay là dậy? Động. Động hả? À mà má mà mở chiến tranh nào đó á. Ờ. Ông ba ông bảy ông nói êm gì á. Còn thấy chắc đứng tại chỗ không bao giờ chạy ba, luôn. Ông ba ông bảy dẻo. Ông thấy hoài luôn. Ông nói nó đi cái đêm mà mấy mày đi chân tôi đi xuống đường dưới bên này. Chú biết bây giờ còn không ta? Biết gì. Bữa nào coi chú mà thôi đi. Ông nội bữa nay đâu lâu rồi, mấy chục năm nay rồi. Rồi nó con mình nhớ không? Vậy đâu á. Thì vậy đó, ngày mới má thằng Nguyễn nhập vô, 80 mấy tuổi luôn. Okay. Mấy bà nó mới nói, nó cũng cho số rồi hết nè. Tôi nói, nếu mà cho số rồi, mấy bây giờ bao lô là chính xác. Y luôn, má mấy người Mỹ đó bao lô. Mấy người Mỹ người Tàu đó bao lô. Bây giờ bà nói là quỷ thử hiện hình cho thấy. Nói vợ đường gái bây giờ nói nếu mà thiệt quỷ á hiện ngay cái bùn gỗ ấy cho thấy cái đầu tóc cũng được, thấy mấy mày tái cái quần luôn, ngồi xả cái đầu tóc tái cái quần luôn, bỏ bèn chạy luôn. Cúng cho người ta lúc đó là chơi một giờ trưa á, cúng cho người ta thì cúng đó, cúng tài người ta, ta. Bỏ bậy chạy luôn, ông nội bánh trái quăng luôn, đèn khô quăng luôn. Mấy mẹ ở chúng mình ngày xưa là nghe nói ma nhiều à, gặp Khánh Hòa ma Bình Thuận mà. À cũng nhớ tìm cái chỗ mày à, bữa thằng lo thằng cọt á, cọt nó đi đồ giác qua đây nó ghé vô chơi nè, nó kêu là trên nghĩa trang nghĩa địa sông Mau gì á,
kêu 12 giờ trưa mà. Đồng chí à. Nó kêu 12 giờ trưa gì mà có người ta kêu luôn rồi. Xung quan. Xung quan à. Nó ấy là cũng như xung quan. Má khu đó cũng ma cơ. Khu đó mình đi giờ này á, má xô mình luôn à. Ghê gì? Tại cái đường nó dắt. Da mày đi xe đạp hay là xe đá cái da nó giỡn mày luôn à. Chết trời. Nó da quá gian. Nó xin quá gian. Mình chạy vô mình lét rồi giờ mình sao lại tiếc nó. Bữa nào mình quá gian nó kêu thì mình nói bánh xe bị lủng rồi. Nào quý mình nó xin lắm. Kêu cho không được bánh xe bị lủng rồi. Mà học thủ này nó bắt làm chồng nó luôn á. Nếu mà làm được không mà chức quen á. Mà học thủ nó bắt mày làm chồng nó luôn á. Chứ sao trở. Hồi đó trước nhà tao này có một con quỷ. Lúc tao mới lấy một kèn về. Tao chỉ một kèn thấy luôn. Cái nhà tao biết đó. Xây tắp lô mà nó có để kẻ cái kẻ này nè. Tắp lô này đó là. Kẻ. Má đúng 12 giờ. Mấy giờ phi rồi, mấy giờ chưa? 12 giờ phi á. Mà trần phi cái này. Tao thấy rõ ràng. Hết trong cái giường á, đi ra. Cái chân cục xét ở đây luôn, còn chân thôi. Tóc áp xả tới đây luôn. Mặc bộ trắng, hổng kèm. Kèm ôm một cứng ngắt luôn. Thì biết sao không? Mà nó thả ra, đợi tao vào lấy ná bắn. Tao có cái ná, tao chuyên gia là tối tao đi bắn thêm đồ á. Có cái ná nữa, điềm rồi. Tao đàm cục đá tao đá nè. Mày nghĩ sao? Cái lỗ đó mà tao coi vậy nè, đó con quỷ ở đây tao đây nè, mà tao bắn vô cái cửa cái dành không à, không trúng nó. Hên là nó vô cửa, chứ vô cục gạch lọt vô mắt lại. không có trúng nó mà lại là vô cái cửa nhà ta luôn à. Cái ông thôi, xin cái đó xin qua thôi.